Ok, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Trò Bảo Vệ. Thanh Thảo cùng con trai của Mango trong một cái bài tập điều hướng. Thì tất cả các con chó câu cửa miệng của mình là tất cả những con chó bọn mình bán ra đều được chơi tương tác, xã hội hóa và mượm lệnh. Mượm lệnh là những cái kỹ thuật căn bản nhất để làm cho con chó nó chơi với chủ vui vẻ và dễ khả năng làm những cái lệnh đứng nằm ngồi. Đấy, thì để khi các bạn về nhà nuôi thì có thể dễ dàng là tập cho con chó các cái lệnh đấy. Và tất cả những con chó này đều được tập những cái căn bản nhất là đứng nằm ngồi này, cắn xé này, đi ra ngoài này. Đấy, vâng lời. Mango đi ra nào. Đi ra ngoài. Áo. 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 Đây là Mango anh em nhé. Đấy. Thì đang tập thả Mango ra chơi vì con của nó đã cứ đè vào đằng trước màn hình. Nào, lắc. Lùi lại. Ok, đây, thiên thần phả đạm.